Hello con. Hello Simon, con có nghe cô nói không? Sao cô không nghe con nói gì hết vậy? Hả? Cô không có nghe con. Bây giờ mới nghe nè. Hello Simon. Hello cô. Anh nãy giờ nói gì mà nói liên tục vậy? Mà cô có nghe đâu? Are you today? Cô, con thấy kỳ lạ lắm đó, cô biết sao không? Sao? Tại sao con quay đầu qua bên này mà nó lại qua bên này hả? À, nó ngược lại với cái ở phía ngoài á đúng không? Dân đúng rồi cô. Nè, kiểu vậy ta dừng video. Cô có nghe con nói không? Có Cô có thấy màn hình của con không? không? Có một cái có một cái không. Cô chọn cái đi. Một là không chia sẻ màn hình, hai là tắt mic. Cái đó chỉ có một thôi, Có tại lỡ vì á lên tắt hả? tiếng á thì nó sẽ hình chị đúng hố đó, ngược lại một cái Con có để vợ của con đó chưa? Có vợ của con đó nè. chưa? Dạ vợ có vợ rồi cô. Ok. Con nhảy cò cò bên trái mà nó qua bên phải Rồi. Đó là cái gì ta? Cái đó là động từ gì quên mất tiêu rồi. con đi qua bên này, con đi Nó qua quay ngược bên lại hả? mà nó À đúng qua rồi cô, nó cũng vậy mà, nó sẽ ngược lại với ở trong nó mà. bên tại sao con quay bên này này mà nó quay bên này, con chỉ bên này, con chỉ bên này mà nó quay qua bên này, con thua Ok, cuộc. nào. Này là tay tay phải hay tay trái? Tay đó hả? Vậy là tay phải hả? Tay phải hả? Ừ, chỗ, tao có biết. Mình phải đoán đi, nó ngược lại chứ sao? Có sẽ cho cô coi boomerang nó chỉ qua hướng này. Thôi giờ này mà bumerang gì nữa. Ngồi yên đi. Thôi. Ok. Sao tao khác hướng được. Hồi mấy bữa nó không khác hả? Bữa nay con mới phát hiện ra hả? Hay sao? Nó quay qua bên này mà nó quay qua bên nào không rồi. À hay là cô biết rồi, có thể là do cái màn hình đó lúc để nó bị ngược làm sao đó, do lúc con chỉnh ở trong cái dấu ba chấm á, cái camera nó làm sao đó. Hồi mấy bữa cô thấy con quay qua là đúng mà. Cô, ok này Cái là cửa con sổ của biết. con nó đang ở phía bên nào? Con quay ngược lại đầu được cô xem. Con mở cái phía đằng sau lên xem. Cô đâu có thấy cái background đằng sau con đâu. Chờ cô chờ con một chút nha. Kìa, cửa sổ con đó. Rồi con ngồi đâu? Ngồi đây nè. À thì hồi mấy bữa cũng vậy mà, không biết nữa. À, Ok. con biết sao rồi? Cô biết con đổi chỗ giường không? À vậy hả? Bữa đang đổi chỗ giường rồi hả? Con gật đầu nó gật theo. Con đố bên này. Con đây bên này là con mắt. Bên trái hay bên phải? Bên trái có Sai, phải, nó giận như nghe thôi. không? Ủa nó vẫn như nhau. Ủa sao giờ nó lại vẫn như nhau?
Vậy là bây giờ đây là con mắt phải hay con mắt trái của cô? Vậy thì bên này là bên phải hay bên trái của cô? Đây là tay phải hay tay trái của cô? Đó là tay phải hay tay trái của cô hả? Đó là tay phải của cô. À, đúng rồi. Đúng rồi đó. Riết rồi không biết bên nào bên trái bên phải luôn đó nào. Let's see the song. Mình xem bài hát này nha. Thôi học đi Simon. Không dở nữa nào. English same thing. Actions. Action verbs. Walk. Walks. Cái từ này con học chưa? Walks. Không phải đi giống như cái ông hôm bữa trong cái hình đâu nha. Walks. Walk. Walk. Con đang ở bên phải hay bên trái? Walk. Bên phải. Storm. Nào. Nào học đi nào. Storm. Đó mình dặn chân là storm. Storm. Storm like elephant. Waddle. Nó mình đi mà giống như con gơ con vịt đó thì gọi là waddle. Waddle. Con vịt. Waddle. Stand. Stand là sao? Stand là đứng lại. Ha, ok, đứng. You can stand like a flamingo. You can stand like stand. Flamingo. Stand. Vậy con ngồi làm được nha. Run. Run. You can run. You can run. You can run like a cheetah. You can run like a cheetah. Run. Jump. Jump. You can jump. You can jump. Or I can jump like kangaroo. Jump. 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 Hop. Hop. You can hop. Hop. Now Simon, con làm gì vậy con? Hop like a rabbit. Hop. Fly. Now, fly. You can fly like a butterfly. You can fly like butterfly. Now Simon, đừng có che cái tay nữa, học đi con. Dance. You can dance. You can dance. You can dance like a bear. Like a bear. Dance. You can bend. Dance like a bear. Climb. You can climb. You can climb like a monkey. Like a monkey. Okay, climb. Climb. Tiếp theo nào, mình còn gì nữa? Fart. Xì hơi đó. Con này là cô đầu xì hơi đó nha. Con chuồn thôi hả? Con này là con gì? Clap. You can clap like a seal. Wow. A lot of words, a lot of accents. Swim. Okay, swim. Swim like a fish. Like a fish. Swim. Swim. Now review. Walk. Walk. Now Simon đọc đi con. Walk. Storm. 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 Waddle. Waddle. Waddle đi giống con vịt đó. Stand. Stand là đứng lại. Okay. Run. Run. Jump. 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 Hop. 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 Fly. Fly. Dance. Dance. Now dance. Climb. Climb. Fat. Fart. Clap. Clap. Swim. Swim. Okay. Now next. Hay là không có sợi tóc nào.
listening. Sao biết con? Now this one is. Oh my yeah. God. Con biết cái ông này gọi là cái gì không? Đừng có nói cho con nghe. Con mới là. Sumo hả? Chữ su là su ghi kìa S nè. À, sờ xe chứ. Phải là storm. Ông dặn cái chân đó. Storm. Ok. Now, Simon. Storm. Con ghi tiếp vào vở con đi. Storm. Là dặn chân. Storm. Đó. Chân lại. Storm. Nào, Simon đọc đi con. Storm. Sumo is stomping. The sumo is stomping. Con đảm bảo với cô không có cái nào hơn cái dòng này hết. Bộ chồng bá lỗi. Ông sumo này cũng không mà. Ừ. Rồi con ghi vào vở chưa? Storm. Stomp. Stomp your feet. Stomp your feet. Can you stomp your feet? Now Simon ghi vào vở đi con. Stomp. Ghi chưa? Gì cô? Ghi hả? Con đố cô. Cái bút chì nó đang ở hướng bên phải hay là bên trái? Cái bút chì gì? Bút chì. Không quên. Bút mực chứ. Ừ. Nó đang ở bên phải hay bên trái? Để xem. Bên phải. Sai, bên trái. Bên trái là đúng không đó? Hay con xạo cô? Làm đi, làm bài đi. Nhanh lên không chơi nữa. Viết bài vào vở đi. Nào, storm. Storm. I can storm. Con có storm được không? Can you storm? I can storm. I can storm. I can. Tom Tom I can storm. Con ghi vào vở đi. Con ghi vào vở với con ghi trên máy làm chi? Ghi vào vở đi con. Dạ dân. Còn đố cô, cái vở của con nó đang ở phương hướng bên trái hay hướng bên phải? Trái. Phải. Ừ đúng học rồi. Bên... con học đây. Ủa vậy là bên phải của con là nó sẽ giống bên phải của cô hả? Vậy là giờ cô đang giơ tay phải. À, cô tay này là tay phải hay tay trái? Đó là tay phải hay tay trái hả? Ừ. Tay trái. Đúng rồi. Okay. Thôi làm tiếp đi. Làm tiếp đi nào. I can storm. Con ghi vào vở đó. Storm là dặn chân á. Storm. Bình thường chắc chắn là tay phải. Còn đứa cô, cái lưỡi con đang ở bên phải hay bên trái? Con đứa cô, cái lưỡi con của con đang ở hướng bên phải hay bên trái? Bên phải. Đúng không? Bên trái.
Ủa sao kỳ vậy? Vậy nên đánh ngược với cô đúng không? Thôi, học đi, đừng có đố nữa, không có chơi nữa đâu. Con đố cô, đây là con mắt bên phải hay bên trái? Bên phải. Sao con biết? Đoán. Con này là bên trái hay bên phải? Bên trái. Hai bên, đây là bên nào? Trái, phải, phải, trái. Là phải trái, phải trái. Chờ con chút nha cô. Con chờ con cái con Storm như thế nào. Rồi, con học đi. Con ghi chưa? I can Storm. Next. Con đố cô đề chân phải, chân trái. Chân, chân trái, chân phải, chân trái. Chân phải. Chân này chân trái hả? Chân phải. Đúng thì. Thôi học đi. Nào tiếp theo con này, cái con vịt này nó đi vậy là cái gì ta? Từ gì quên rồi, nãy mới nói đó. Gọi là waddle. Nào waddle. Can you waddle? Yes, it's waddle. Okay, I see you. Waddle. Nào waddle. Waddle. Rồi con viết vào vở đi con. Nào waddle. I can waddle. Now I can waddle. Con đố cô đây là ngón tay phải hay ngón tay trái? Thôi học đi, không đố nữa đâu, không chơi nữa. Nhanh lên, học nhanh đi rồi nghỉ nè Simon. Học đi rồi cho em còn học nữa mau. I can watch. Trời con cái nha. Con biết nè. Waddle. Nào xem mình đọc đi con. Waddle. I can waddle. I can waddle. Ok. Sao không đọc học mà không có đọc luôn á? I can waddle. I can waddle. Tiếp theo nè, con có gì đây? Ê, làm gì đây ta? Stand. Stand, đứng yên đó, đứng yên. Can you stand? Can you stand? Now, Simon, can you stand? Yes, I can or no, I can't? Hey, I can. Okay, stand. Là đứng, I can stand. You have this sentence là chẳng here. Đứng được cô. I can stand. Hmm? Ai mà chẳng đứng được. I can stand. Cô đứng 100 giờ cũng được. Now next. Now, con viết vào đi con.
Con sẽ có thêm một ngày luôn. Con ngủ đứng chắc chắn con sẽ ngủ đứng. Con ngủ đứng được không? Chưa bao giờ ngủ luôn. Chưa ngủ. All right. Yes. Stand. Next. Now Simon for the next. Bây giờ ngồi. Con sẽ không bao giờ. Nào, cái này là gì? Cái này là gì ta? Dance. 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 Can you dance? Simon, can you dance? Okay. Yes, you can dance. Have this sentence. I can dance. Bằng một con tay. I can dance. Nào con viết lại đi rồi mình học cho xong nè. I can dance. Cái bài nó ngắn mà con cứ ngày nào con cũng cứ lơ nhơ vậy hết giờ luôn á Simon. Nhanh đi con. I can dance. Now I can dance. Dance. I can dance. Okay, now next, Simon. Rồi, tiếp theo. Toán cái chữ gì đây? Cô xoán chữ to. Laugh. Laugh. Ha, 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 ha. Con cười mà con cười lớn thì con gọi là laugh. Laugh. Good. Laugh. I can laugh. You make me laugh. Okay, now laugh. Now, Simon. Con ghi vào đi nào. Laugh. Con ghi vào vở là cười á. Trời, cười chứ con làm đúng rồi đó. Cười vậy đó. Gọi là laugh. Mà cười mỉm là khác nữa nha. Cười mà mỉm á. Cười mỉm thôi là khác nữa. Thôi. Ghê quá. Đó, đúng rồi đó. Cười vậy là gọi là laugh đó. Nhanh đi con. Viết vào vở đi. Simon. Nhanh, hết giờ rồi nè. Cô qua nha. Cô qua luôn nha. Laugh. Rồi, cái này là clap. Clap. Quay lại đi cho con. Gây lại, gây và. Laugh. Laugh. Chờ con chốt, con phải nói là I can laugh. I can laugh, okay. I can laugh. Laugh. Okay, now next. Rồi, clap. Can you clap, Simon? Clap. 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 I can clap.
Okay, I can clap. I can clap. Vỗ tay đó. I can clap. Now next, Simon. Xong chưa? Cô xong chưa? Mặt dữ ghê, lạ mặt ghê không? Thôi. Mẹ con quá. Viết nhanh lên rồi cô qua đây. I can clap. Thì nhanh lên. Clap. Okay, clap. Next. Hey, sao không được rồi? Bị gì rồi? Now, what can you do? Cái này con còn nhớ không? Dance. Con sẽ có là I can dance and nhưng mà cái ông già bên này thì I can't dance. Ông già quá rồi, ông đi con không nổi thì sao mà ông dance được, đúng không nào? Rồi, con nhớ cái chỗ này chưa? What can you do? I can storm. Now Simon, cô hỏi con trả lời nha. What can you do, Simon? Con ngồi xuống xem, con đừng có lay hoay nữa. Now, I can dance. Now, what can you do? I can dance. I can clap. I can storm. I can stand. I can waddle. I can dance. Okay. And how about you? What can you do, Simon? What can you do, Simon? Hey, what? I can laugh. Can you laugh? Now, next. This one, Simon. Now, for this one. Now, look and circle. Look and circle. Picture number one, you choose storm or stand. Storm. And how about number two? Now, number two. Stand. 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 Number three. Waddle. Okay. Number four. What this? Okay, now let's see my answer. Let's see the answer. Now, Simon, for the first one, I think this is my answer. I had the same answer with you. Storm. Number two, stand. Number three, waddle. Number four, clap. Number five, laugh. And number six is dance, okay? It's easy. Now, con làm ghê quá, Simon. Now, this one. Now can you connect it? Con em con vẽ cái đường á, con vẽ draw lines á, con nối lại nào. Dance, jump, laugh, waddle, hop, clap. Now, let's do that. Simon. Simon, làm đi con, đừng có giỡn nữa. Dạ thưa cô. Làm nhanh đi. Dance. Dance. Cô con phải viết chu chum vô đó. Chu chum. Chum chu chum gì vậy hả? I want how can you say?
À, xong chưa con? Con viết gì vào vở? Bây giờ con đem con nối cho cô xem. Con nối cái bài ở trên hình đó. Chứ con viết gì từ từ rồi viết nữa cũng được. Con sẽ dùng chiều nay của con. Ten, ten. Ok. Đó, con làm được mà thì con làm đi chứ. Học. Rồi gì nữa? Clap. Ok, very good. Vậy là mình còn dư từ, mình có dư từ nào không hả? Laugh, jump. Không còn một cái nào luôn. Ok, good. Now, this is my answer here. I have the same answer with you. Laugh, jump, and hop, and clap for the last one. It's easy. And now this one, odd one out. Bây giờ con bỏ một từ đi, nó không có trùng với, nó khác với hai cái từ còn lại đó. Thì con bỏ ra, con khoanh tròn cái từ đó lại nào. Odd one out. Dạ, cái này hả? Đó. À, con khoanh tròn cái này. Ok. Okay. Hình vuông đi. Hình vuông cũng được, square cũng được. Cái này chỉ hành động hả? Go, ok, good. How about number 2? Number 2, Simon. Elephant. Okay, and the last one. Yellow. Okay, good job. Now let's see my answer. This is one toe for door for number one, toe for number three, elephant. Toe for number two, elephant for number three, eyebrow for number four, and the last one, yellow for number five. Good job. You done? Good. Now high five. High five. Hôm nay mình đó con làm bài vậy phải giỏi không? Đúng. Con đã làm this one. Cái. Hai phải. Hai phải. Tay phải. Tay phải đúng không? Vậy tay phải à đúng rồi cô. Now look the picture and write. Hey, cái này con có viết được không? Now look the picture and write. Ví dụ giống như con có câu thứ nhất là what can you do? Con sẽ trả lời cô là I can stand. Okay. Hả? Con nói gì? Một người bị điên thôi. Cái con này còn làm gì mà hoài? Làm gì? Cái bạn này đang làm gì? Đang nhảy đó chứ gì, Phong? Cái này là nhảy à? Chứ là gì? Chứ không phải hả? Đang nhảy đó chứ gì nữa? Điệu nhảy quá xấu. Quá rộng. Rồi con làm câu thứ nhất, câu thứ hai đi Simon, đừng có nói chuyện nữa nào. What can you do? Number two. Number two, Simon. Bị giam cầm một tháng không được nhảy. Ai giam? Ai mà giam cầm một tháng?
không được nhảy trời. Cái con này nè. Dễ à, bị con giam cầm hả? Bị xem mình giam cầm hả? Rồi xem mình làm câu số 2 cho cô xem. Nhanh lên, nhanh đi. Hết giờ rồi, hết bài rồi. Con là diều ủy hiệp kiếm bắn con. Con đông quá trời vũ khí mình nó giờ không sao. Vậy thì vẫn nhảy thôi. Bây giờ con có làm bài này không? Bài này chừa lại hôm sau làm nha. Cũng được. À, nhưng mà cái con học mà con dày rồi làm sao? Play a game, do you want to play a game? Fishing game. Để cô xem còn phần cuối của rồi bắt con cá nạp cô. Shark. Let's see. Now let's see shark. Go. Now go. Rồi bắt con cá nạp. No 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 no. Con câu hỏi ở trên này nè Simon. What can you do? Con nhìn cái hình nè. I can storm đúng không? I can gì? Con nhớ bắt con bê nhà chờ con chờ câu hỏi đến. Okay, now let's see. Okay, here. Yeah. Yes, you're right. Good job. Got one fish. Okay. Now next, number two. Bắt rồi. Con nói bắt mà sắp bắt được con bê. Thì bắt được rồi. Bây giờ qua con number two. What can you do, Simon? What can you do? What can she do? Chứ what can she do? Bắt đây, cô bắt đây. Bắt cái nào? Bắt cái con bê. B, B hả? B hả? Now let's see. B, yeah. Where's B? Here? Yeah, is it here? No? Oh, why? I can. Yeah. Ah, yes. D. À, cô nhớ bắt con nó nhỏ. Now, bà next. À, con ạ. Là cô. Number three. What can you do? Cười. Ôi, thầy, bắt con A. A, now you say A. Yeah. Yes, you're right. Now you have two fish. Giờ con có hai con cá rồi nha. Number four. What can't you do? Mình con không có làm được cái gì đây. Không có làm được gì đây là. À, bắt con đi. Con chưa đi. 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 Yeah. Yes, you're right. Good job. Now next. Tiếp theo. Không vỗ tay được là chỉ có một cách. That's all. À, cái này tới bữa sau nữa là con có bài kiểm tra rồi đó. Bài bữa sau. Nhưng mà bữa sau làm biết có kịp không? Bye bye cô. Hả? Chưa đâu đã bye bye đâu. Đâu đã xong, đã hết giờ đâu mà bye bye. Trời ơi. Chưa có hết giờ. Nào. Okay. Listen this song to end our class. Không con nhớ còn một phần á, chưa làm được đó. Con học mà hôm nay con đâu có tập trung đâu. Thôi con tập trung mà. Thì con. Ủa? Vậy ai bắt cá được hết vậy? Hả? Ai bắt cá là sao? I can. Yes, I can. Now, listen this song again. Here. Can you see it? Can you clap? No, I can't. I can't clap. Hai cái tay nó ngắn quá, nó không có clap được đó. Little bird, can you fly? Fly. Yes, I can. Yes, I can fly. Okay, now next. Con gì đây? Next. Elephant, can you fly? No, I can't. I can fly. Elephant, can you stomp? Yes, I can. I can stomp.
fish, little fish, can you stop? Can you stop? I can swim. I can stop. I can swim big. Viết như thế nào? I can swim. Swim là bơi á. Swim là bơi đó con. Con biết bơi nè. À, thì cô có nói con có con không biết bơi đâu. Hôm bữa con nói với cô là con biết bơi rồi. Con bơi chuột lát đi, tại vì tay con hơi bị đau. À hơi bị đau hả? Bị đau không bơi được hả? Swim. Can. Yes, I can. I can swim. Tại vì tay con lớn thế này. Gorilla. Now, gorilla. Can you swim? No, I can't. I can swim. Gorilla, can you climb? Yes, I can. Yes, I can. I can climb. Buffalo, buffalo, can you climb? Can you climb? No, I can't. Con trâu nó có leo được không? Con trâu nó có leo cây được không, Simon? No. No. Yes. No. Okay. Buffalo, buffalo, can you run? Can you run? Yes, yes I can. Yes, I can. I can run. Boys and girls, can you sing? Can you sing? Yes, we can. Yes, we can. We can sing. We can, boys and girls, boy and girl, can you dance? Now dance. Yes, we can. Can. Yes, we can. We can dance. We can sing. We can dance. Yes, we can. We can sing. We can dance. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes. We can. Okay. Now, Simon, tell me, what can you do? Now, what can you do? Con trả lời cho cô. I can run. Cô, con chắc chắn chuyện này không bao giờ xảy ra. Chuyện gì? Chắc chắn luôn. Con voi, cái tai nó không có cánh. Cái tai nó không có cánh. Tay nó bự đúng không? Bự bự hơn cái đầu con, bự hơn cái cánh con chim. Mà cái tay nó bay được mới lạ. À, thì nó đâu có bay được, thì nên nó đâu có bay được đâu. Ok. Now we stop here and see you next time. Ha, con sau học một bữa nữa rồi con kiểm tra nha. Con làm bài kiểm tra nha Simon. Bye bye. Bye bye Simon.